Hôm nay thì mình sẽ vào đây chơi game tờ win nha. Nên mình đổi tổng một bộ nha mọi người. Thì vốn mình hôm nay một mê. Các bạn nhớ vào sự kiện điểm danh được quà từ những ngày nhé. Mặc dù nó không được bao nhiêu, 1.000 đến vài ngàn thôi, nhưng mà nó sẽ giúp anh em kiếm tiền free đấy anh em ạ. Bởi vì những em cái này là giúp anh em kiếm tiền free những ngày anh em ơi nha. Và chơi thì chơi anh em phải hiểu là mục đích khi mà tạo lên gì lợi đúng không. Mình mọi hôm mình chơi to lắm, nhưng mà được thành sẽ chơi nhỏ lắm thôi nha. Hôm nay chơi đồ hũ đi. Đồ hũ anh em. Ok. Cứ chơi bình tĩnh thôi nha. Tiêu mình là thắng vài trăm mỗi ngày thôi nha mọi người, không cần nhiều đâu. Bởi ăn thì ai chẳng muốn ăn nó. Ôi dồi ngon này. Sụp ôi. Ngon rồi, thấy là ngon rồi nha mọi người. Đấy, lọc lá xíu rồi đấy. Khó ăn nó lắm anh em nha. Đây này, đây này, đây này, đây này. Trời ơi. Ui, đến thế ta. Tính ra mình đã đạt mục tiêu đấy, vài trăm rồi đấy. Đấy anh em thấy không? Cái game nổ hủ nó bay ngay như này anh em này. Nó thắng ấy, thì nó thắng một cái rất nhanh. Nhưng nếu nó thua chuỗi luôn. Bởi vì nổ hụ là anh em chỉ là 5-6 ván em không trúng, nhưng mà chỉ một phát trúng rồi em bán gần như là hòa với tất cả những con thua rồi. Cái nổ hụ nó phải hay như vậy thì thành là cái con đọc khi chơi nổ nó phải hay sử dụng lớn mà đánh nhỏ vừa vừa thôi. Thì lúc đó là em đánh dần lên khả năng thua nó rất khó nha em ơi. Rất khó nha. Đây trúng tiếp này, nổ hai hụ liên tục luôn em ơi. Uầy. Cho nên anh em đừng có bao giờ nghĩ rằng là mới nổ hụ sao mà nó không nổ hụ nha. Nó có thể nổ 2-3 ván tổ điều bình thường. Cho nên những anh em nào mà đánh cho cửa lỗ ấy, có thể anh em đánh lúc đấy là đánh cả chuỗi anh em không thắng, nhưng mà anh em vào đánh cái này lên ngay. Có thể những người trước mà anh em nó đánh mãi nó không nổ, nhưng mà chỉ cần anh em vào quay cái nổ nổ ngay, thành ra đánh nổ lâu lâu anh em vào quay vào bán thì nó sẽ rất hay nha. Bởi vì lỡ mà anh em nhìn cái nổ như này ngon ấy, vì sao mình mới nổ sao mình không quay liền, chờ đợi là chưa anh em quay liền lỡ mai không trúng sao đúng không. Hên đấy, như vậy là hên rồi đấy anh em ạ. Quá hên rồi đấy. Cứ bình tĩnh dần dần lên thôi. Ôi, sao nó không nổ kìa. Đây, đây, trời ơi, thiếu một con bà kìa. Uầy, chó anh em thấy không? Thua, thua một chuỗi bình thường thôi. Đấy, cái ván này mình xem như thua này 30 ngàn. Tổng 4 đến 45 ngàn. Khó lắm đấy, không phải dễ đâu. Toàn thế ta. Đây đây này. Ít ra ván này nó cho ăn xíu anh em. Thua chuỗi đó anh em thấy không. Thế mình xui nó như vậy đấy anh em. Đây. Chúng ta phải. Nhưng mà so lúc này lên thì bây giờ nó còn thua nhiều vẫn. Là ít ra bây giờ mình còn thắng. Thì mình phải giữ bình tĩnh anh em, chứ không tính là lại thua lại lúc đấy này. Khó lên lại lắm anh em ơi. Lúc đáng lúc này lên 15 cái mẹ rồi anh em ơi. Lòng tham như vậy đấy anh em. Lòng tham là một phải giúp mình ăn to hơn, hai là mình đã đảo đơn giản như vậy thôi nha. Lòng tham nó có hai mặt như vậy anh em. Nhưng mà luôn luôn tham chắc chắn là luôn luôn lỗ rồi anh em ạ. Đúng không? Uầy, phà đó mà không lỗ kìa. Chẳng thế. Thua lại nó đấy anh em kìa, thấy không? Game bên xui nó như vậy đấy anh em. Nổ hay bất kỳ con game thì nó như vậy thôi. Nên thì ăn, xui cho đảo, đơn giản như vậy thôi. Chẳng thế ta. Đây này, đây này. Trời ơi, được 130 ngàn thôi. Ít ra hòa bố là ngon rồi anh em ạ. Thua lại. Ngon ngon ngon, 250 ngon, 250 là ngon rồi. Đây nữa này, ui, pha không nổ kìa. Đây đây đây, free này, mấy ván đây, còn 3 lượt. Mình tưởng là 15 lượt thì ngon. Free có lần mình quay là free 15 lượt đấy anh em. Đây 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 đây, free mà mười mấy lượt, 3 lượt mà như một lượt đầu như thế này là được rồi. Lượt thứ hai xem thế nào nè. Ôi, lượt thứ hai cũng bạc, cũng được cái gì. Trời ơi, cái gì vậy ta? Khó lộ vậy ta? Nhưng lúc ban đầu mình chiến thắng
vài trăm thôi anh em. Mà lúc đấy giờ mà mình nghĩ được có phải ngon được không? Đó chỉ là nếu thôi nha, mà bây giờ xua lại ngược lại thì chụp lại ô tô hay sao? Lò đấy anh em ạ, nó xua lại đấy anh em, xua lại toàn. À, với cả cũng phải nghĩ rồi anh em, thôi bây giờ hôm nay chỉ thắng vài trăm thôi, nghĩ anh em không sao đâu, mình nên ăn non mỗi ngày, đánh game này lâu mình biết được nên tưởng game này lâu mình biết là nên ăn non mỗi ngày thôi, mà giò vẫn cứ tham ấy, đi vào chơi vẫn cứ tham ăn to nha, mà lúc này mình ăn được 5 xị vẫn cứ tham, chịu thôi nha, tham chịu thôi, biết làm sao giờ, em xui thì không kiềm chế được cảm xúc thì thua thôi. Rất nhiều anh em nói rằng em phải hên, nhưng mà thật sự nói thì hên một chuyện, nhưng mà không kiểm soát được cảm xúc mà anh em thua là bình thường à. Cảm xúc là một phần, nhưng mà đương nhiên hên là một phần tiếp tục nữa, mà đương nhiên cảm xúc là cái rất quan trọng, hai cái nó song song với nhau anh em ạ. Chán thế ta, còn 5 xị thì thua một 5 xị rồi đấy, từ thế thắng 5 xị bây giờ thua lại đó đây, anh em thấy không, game là như vậy đấy anh em ạ. Game xui nó luôn như vậy. Chịu quá anh em ạ, thua chuỗi luôn đấy. Thua chuỗi luôn. Bực tuần này thật sự ấy. Nó đẹp thế chứ. Nó đẹp thế chứ anh em. Còn 230 ngàn nữa luôn anh em ạ. Đây đây này, ôi dồi. Ôi dồi. Ngon anh em kìa, một vần lồ hũ big win luôn kìa. Tháng nó mấy ngàn luôn. Hên mấy ta. Tối pha nó không nổ kìa. Đây ạ này. 130 thôi cũng được. Chỉ sang thắng đấy mà anh em ơi, đúng không? Đây ạ này. Thôi 450 ngàn cũng được. To pha nó to. Nổ pha nó to thật đấy anh em ơi. Wow. Tưởng là mình thua rồi đấy. Mình tưởng là hôm nay mình thua hết rồi anh em ạ. Thôi mình nghĩ là mình nghĩ được thắng 200 thôi, quay ván nữa. Đấy, quay ván nữa mới ăn được như này, thôi nghĩ nha ơi. Nghĩ nha. Thôi thắng 250 được hơn 270 ấy. Thế là ngon rồi anh em ạ. Chứ lỡ mày tham thế là lại còn một cái nghịch nữa thì thôi ấy. Thôi nghĩ nha mọi người nhé. Thôi, đi làm chút nha. Tờ đầu tiên là mình tưởng là thua rồi đấy. Thắng như vậy là ngon quá rồi anh em ạ.